Xin chào tất cả bạn. Hôm nay cửa hàng đồ chơi 10.com sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng camera Xiaomi EE Dashcam. Thì các bạn lưu ý, trên tay mình đang là một cái camera hành trình Xiaomi phiên bản quốc tế. Để phân biệt với phiên bản nội địa là tiếng Trung, thì phiên bản quốc tế là chỉ có tiếng Anh nhé. Các bạn có thể nhìn thấy cái dòng chữ resolution, độ phân giải nào mà mình đang quay trên video này. Đây là phiên bản quốc tế nên nó mới có tiếng Anh như vậy. Đó, thì mình sẽ điểm qua những cái mục cài đặt chính của cái camera Xiaomi EE này. Đầu tiên là chúng ta sẽ chỉnh được độ phân giải của cái camera này nhé. Đó là chế độ ghi. Các bạn có thể nhìn thấy nhé. Mình đang để là chế độ 720p. 720p, khung hình là 1280 x 720. Đó. 30 khung hình trên giây. Đó, đây là chỉnh trên chế độ Full HD 1920 x 1080. 30 khung hình trên giây. Đây. Đó, đây là chế độ Full HD 60 khung hình trên giây. Còn đây là chế độ 2K các bạn nhé. Đó. Cái camera này là phiên bản quốc tế và hỗ trợ độ phân giải 2K luôn. Tiếp theo, mục thứ hai là chúng ta có chế độ ghi âm mic on. Còn nếu mà muốn tắt mic thì chúng ta chuyển sang mic off. Đó, bật lên thì là mic on. Tiếp theo chúng ta có cảnh báo sai làn đường. Đó. Chúng ta nhìn thấy gạt sensor lên mức 2 nhé. Chế độ cảnh báo mức thấp này, mức trung bình này, mức cao này. Tiếp theo, đây là chế độ tự động tắt màn hình camera này. Đây là sau 1 phút tắt này, sau 5 phút tắt này, sau 10 phút này. Hoặc là luôn luôn sáng. Mình thường để chế độ 1 phút là nó tắt luôn. Tiếp theo, chế độ ADAS. Đây là chế độ cảnh báo lái xe, cảnh báo khoảng cách các thứ ấy. Đó, nếu mà phía trước nó gần quá thì nó camera nó phát tiếng kêu bằng tiếng Anh. Đây là chế độ Wi-Fi on để kết nối với lại cái điện thoại ở dưới này. Đó. Tiếp theo, chúng ta có định dạng lại thẻ nhớ. Nếu mà chúng ta ấn format, đây là dữ liệu trên thẻ nhớ sẽ xóa đi hết. Đây là chế độ factory reset, có nghĩa là khôi phục cài đặt gốc từ lúc xuất xưởng. Đây chế độ chỉnh ngày giờ này, date time là ngày giờ này. Đây là chế độ chờ. Đó là nếu mà chúng ta để lâu quá nó chờ thì nó sẽ hiện đồng hồ ở trên cái màn hình này. Còn nếu chúng ta tắt thì màn hình nó sẽ tối thui. Đây là chế độ chỉnh nhạc, lúc bật lúc tắt. Lúc tắt thì nó sẽ kêu nhạc và lúc bật nó cũng kêu nhạc. Nếu mà chúng ta không thích nó kêu thì chúng ta có thể off nó đi. Off đơn giản này. Đó. Nhưng mình thường để on để biết là camera nó khởi động. Đây là chế độ button show, có nghĩa là khi chúng ta bấm bất kỳ một nút trên này trên thì nó sẽ kêu tít tít ý. Đó. Đây là chế độ báo cáo lái xe, có nghĩa là trong một khoảng thời gian nhất định từ khi camera bật đến khi chúng ta dừng thì chúng ta phanh bao nhiêu phát hay là như nào là nó sẽ ghi vào cái báo cáo lái xe này. Đó. Off on thì đều được hết, cái này nó không quan trọng. Tiếp theo đây là chế độ about. About này cho chúng ta quan trọng nhất là thứ nhất là tên của camera. Thứ hai là dòng cuối là PVKD, là password để vào cái camera này. Đó. Thì mình đã đổi password rồi. Password của mình ở giữa như camera đấy. Đó, ok. Rồi thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối cái camera này với lại cái máy điện thoại kia nhé. Thì thứ nhất là các bạn phải bật wifi on cho mình nhé. Ok. Tiếp theo trên điện thoại này. Trên điện thoại nhé, các bạn phải cài cái phần mềm EE Dashcam này nhé. Ta cài trên App Store hoặc sát tới đây được. Đây, EE Dashcam này. Đó, chúng ta ấn vào Connect Device. Đây, nó bảo chúng ta là kết nối Wi-Fi với lại cái camera này. Ok, chúng ta chọn Wi-Fi. Đây, chúng ta sẽ phải vào Wi-Fi để kết nối với lại cái camera này. Đấy, chúng ta thấy chữ EE camera chưa? Đó, kết nối vào. Đó, mình đã kết nối được trước rồi nên nó nhận luôn. Đây, bây giờ vào lại ứng dụng này. Đấy, các bạn này nhìn thấy này. Đấy, nó đã kết nối nhé. Các bạn nhìn này. Camera xoay như nào là trên màn hình nó cũng hiện đấy. Đây là chế độ ghi khẩn cấp nhé. Đó có nghĩa là phía trước camera nó xuất hiện một cái tình huống bất ngờ nào đó thì nó sẽ tự động kích hoạt ghi khẩn cấp.
Đó. Đây. Đấy, xong rồi thì bây giờ chúng ta có thể soi bình thường. Đó. Đấy, nhìn nào. Các bạn nhìn nào. Đấy. Mình di như nào là camera nó xoay thời gian thực như thế. Đấy. Người quay này. Đấy. Ok. Đấy, lại phát hiện tình huống khẩn cấp. Thì chúng ta phải chờ nhé. Các bạn có thể nhìn thấy cái thanh màu hồng kia nó đang chạy. Đó, ghi khẩn cấp là 5 giây. Ok. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn cái mục xem lại những video đã quay. Các bạn vào trong phần album này cho mình. Đó, đây là tất cả các cái video ở trong camera nó đã ghi lại được. Đây các bạn nhìn thấy có thể xem được những cái ngày nào, phút giờ nào đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây là lúc mình đỗ xe thì camera nó thấy có chuyển động phía trước, nó ghi khẩn cấp luôn. Cái này rất là phù hợp với những ai mà đỗ xe đằng trước mà tự nhiên lại có người người ta làm gì đó xe của mình ấy, thì nó sẽ kích hoạt tính năng ghi khẩn cấp này. Đó. Ok, mình sẽ thử một cái video khác nữa. Đây, video đi trên đường ấy. Đấy. Nó ghi âm nữa. Các bạn lưu ý nha, là tính năng ghi khẩn cấp của cái camera này nó rất là tuyệt vời. Bất cả một cái hành động nhỏ nào phía trước camera là nó đều đều tự động kích hoạt luôn. Đó, sao toàn video mình đỗ xe nhỉ? Thử xem này đi không? Đây toàn video mình đỗ xe. Rồi. Camera mình đi trên đường nhỉ? Đây, còn đây là ban đêm nhé. Đấy, trời mưa này. Quay rất là nét. Tìm một cái camera trời sáng lúc mình chạy xe cái nào. Đây. Đấy, đây là lúc mình chuẩn bị rời đi. Sao toàn video mình đỗ nhỉ? Rồi đây, đi trên đường này. Đấy, lưu thông trên đường. Đó. Thế ok. Đây là những cái tính năng cài đặt cơ bản của cái camera EE này. Thì rất là tuyệt vời. Thì bạn nào có như thắc mắc gì chưa hiểu thì cứ liên hệ với lại shop mình theo số hotline trên màn hình hoặc là comment lại bên dưới video này. Các bạn lưu ý nhé, là phiên bản mình đang bán tại shop là phiên bản quốc tế, khác xa với phiên bản nội địa chỉ có tiếng Trung nhé. Thì các bạn lưu ý đấy, thì phiên bản quốc tế bao giờ nó cũng đắt hơn phiên bản tiếng Trung. Vì vậy các bạn đừng có ham rẻ, rẻ quá đôi khi về phiên bản quốc tế thì ra nó cũng chả khác gì cả đâu. Nhưng mà nó là tiếng Trung, mẹ lúc thông báo nó cũng là tiếng Trung nên là nghe nó không hiểu thôi. Còn tiếng Anh này thì chí ít chúng ta cũng có thể dịch được. Đó. Thì ok, mình xin kết thúc video này tại đây. Bạn nào có nhu cầu mua hàng hay là thắc mắc gì thì cứ liên hệ với mình. Mình xin chân thành cảm ơn.